Thưa quý vị, chiều nay ngày 7 tháng 1, nguyên chủ tịch nước Trương Tấn Sang và phó bí thư tỉnh ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Út đến thăm tặng quà cho gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn quyền tiết quà nhân dịp Xuân Quý Mão 2023. Bà Phạm Thị Nhung, phó tổng giám đốc ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng Bank cùng tham dự. Chương trình đã trao tặng 200 phần quà cho bà con các xã Hòa Khánh Tây, Đức Lập Hạ, Tân Phú và thị trấn Hậu Nghĩa, mỗi phần quà trị giá 500.000 đồng tiền mặt. Đợt này, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Dượng VPBank đã trao tặng 1.000 phần quà Tết cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn quyện, thông qua nguyên chủ tịch nước Trương Tấn Sang, chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Úc dẫn trọng, tổng kinh phí trao tặng 500 triệu đồng. Số quà còn lại sẽ được các xã thị trấn trao trực tiếp đến các hộ khó khăn trên địa bàn quyện. Tại đây, nguyên chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã chúc sức khỏe và chúc năm mới đến các gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn. Nguyên Chủ tịch nước mong muốn các gia đình cố gắng dương lên ổn định cuộc sống.